Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong ở cho các em ở bài số 3 và chúng ta đã biết cách viết được cái phương trình đường tròn ở trong mặt phẳng tọa độ và cái phương trình tiếp tuyến tại một điểm trên cái đường tròn trong mặt phẳng tọa độ, đúng không nào? Công thức đã có rồi. Nên là chúng ta cứ học và chúng ta sẽ viết được thôi. Như vậy trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 4, đó chính là ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ. Thì ba đường conic này thì ở trong cái chuyên đề học tập toán 10 của bộ chương trình sáng tạo cũng như là hai bộ kia thì nó cũng sẽ có các em. Như là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái đường thứ nhất đó chính là elip, thứ hai là hyperbol và thứ ba là parabol. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái đường này và nó có ba mục, một nhỏ, hai nhỏ và ba nhỏ, được chưa nào? Ok. Bây giờ ở trong cái hoạt động khởi động này thì người ta nói là gì đây? Nếu các mặt nón tròn xoay bởi mặt phẳng vuông góc với trục và không đi qua đỉnh của mặt nón thì ta được một đường tròn C. Nếu thay đổi vị trí của mặt phẳng, ta có thể thêm các loại đường khác như hình trên. Các đường đó gọi là đường conic. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm các cái đường này và viết phương trình chúng trong mặt phẳng tọa độ. Thì chúng ta sẽ có ba cái đường, đó chính là gì em? Elip, hyperbol và parabol. Thì bây giờ cái phương trình của nó sẽ có dạng như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở trang 64 các em nhé, phần 1 nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần một nhỏ elip em. Nhận biết elip. Như vậy thì elip thì về cái hình ảnh của nó ấy, thì chúng ta sẽ thấy giống như ở trên hình 1 được em. Elip này. Em thấy như nào? Lấy một tấm bìa ghim các đinh lên đó tại hai điểm F1 và F2. Đây. Đây là F1 và đây là vị trí F2. Lấy một vòng dây kín không đàng hoài và có độ dài lớn hơn 2 lần đoạn F1, F2 là lớn hơn lần cái đoạn này gì đây em, vàng vòng dây đó qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M, được chưa nào, đó đây M đây, tựa đầu bút chì vào trong vòng tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn luôn căng. Đầu bút chì vạch lên tấm bìa một đường thẳng mà người ta gọi là đường đó là elip. Đây, cái đường, cái vòng này người ta gọi là elip này. Như vậy cho biết 2C cho biết 2C là khoảng cách F1, F2 và 2A cộng 2C là độ dài của vòng dây, được không? Nghĩa là 2C ở đây á, 2C là cái khoảng cách của F1, F2 là 2C từ đây qua đây này, và 2A cộng 2C là độ dài của vòng dây, được chưa? Tính tổng hai khoảng cách F1 này, nghĩa là tính thằng này và thằng này, tổng là phép cộng đấy, em hiểu không? Như vậy thì ta có cái chiều dài của vòng dây, nghĩa là chúng ta có F1 M đúng không, cộng cho F1 F2 và cộng cho F2 M, đúng chưa? Đúng chưa nào? Như vậy thì từ đây chúng ta có này, MF1 cộng F1 F2 cộng F2 M thì chính là bằng cái gì? Đây chính là bằng cái độ dài của cái vòng dây. Độ dài vòng dây, đúng không? Như vậy thì nghĩa là nó sẽ bằng là 2A cộng 2C. 2A cộng 2C. Nên từ đây chúng ta suy ra MF1 cộng như em F2M thì có phải bằng 2A cộng 2C mà nó trừ đi cho F1 F2 không? Nghĩa là khi đó F1M tại MF1 thì nó chính là F1M cộng F2M thì chính bằng 2A cộng 2C và trừ thằng đây, cái đoạn này là 2C, đúng không? Thì 2C trừ 2C hết thì cái này sẽ bằng 2A. Đó. Xong rồi đó. Hiểu chưa? Như vậy chúng ta kết luận là cái tổng này sẽ bằng là 2A. Tổng này bằng 2A. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, nếu mà chúng ta muốn ghi chi tiết thì ở đây thầy cũng đã chuẩn bị sẵn này. Đó, nó rõ ràng. Nó rõ ràng hơn xíu nhưng thực chất thầy cũng đã ghi rồi. Nha. Ta rõ chưa nào? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem ở phần tiếp theo.
Đó chính là cái phương trình của chưa chưa em nhận biết elip thôi, cho hai điểm cố định F1 F2 và có một độ dài không đổi 2a lớn hơn F1 F2. Elip ký hiệu chữ E nhé. Đường tròn thì ký hiệu là C, còn elip là E nhé. Là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho F1M cộng F2M thì bằng 2A. Như vậy cái này chúng ta sẽ ghi như này, công thức này vô. Được chưa? Các điểm F1, F2 được gọi là các tiêu điểm của elip. Đây, đây chính là các tiêu điểm elip. Và cái độ dài F1, F2 này người ta gọi là tiêu cự. Và F1, F2 này người ta gọi bằng 2C em nhé, bằng 2C. Còn cái tổng F1M và F2M này thì bằng 2A. F1 và F2 ở đây chính là tiêu điểm, còn F1 F2 gọi là tiêu cự. Tiêu cự, và trong cái điều kiện chúng ta là A phải lớn hơn C. Nhớ là như vậy, A phải lớn hơn C. Phần này các em ghi vô. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo, đó chính là phương trình chính tắc của elip. Chúng ta sẽ đi sang hoạt động 2 nha. Rồi về cái phần phương trình chính tắc á, thì ở đây chúng ta đi sang hoạt động 2 này. Cho elip E có tiêu điểm F1 F2 và đặt F1 F2 bằng 2C. Chọn hệ trục tọa độ OXY sao cho, ở đây là chúng ta có tọa độ này. Đây các em. Cái thằng F1 này đó chính là trừ C 0. Còn F2 này đó chính là C 0 đúng không? Tại vì nó nằm trên trục hoành này. Trên trục hoành thì tung độ bằng 0 này. Còn anh này bên đây nằm lên phía âm, anh này nằm phía dương này, anh này là âm C, mình đây C. Nó không dễ hiểu thôi. Người ta yêu cầu em là tính F1, F2, thành loại F1M và F2M, cái này tính tính được dễ đúng không? Tại chúng ta học tọa độ vectơ rồi. Đây, thầy sẽ tính cho em xem. Như vậy thì ở đây chúng ta có là chúng ta tính F1, M còn vectơ trước, sau đó chúng ta sẽ lấy cái độ dài này sau nha. Thì các em lấy có phải tọa độ M trừ cho F1 không? M chúng ta là X. Trừ với trừ, trừ trừ thành cộng C. Đúng không? Y trừ 0 thì đây là Y. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái độ dài F1 M. Thì đây chính là bằng F1 M và bằng căn bậc 2 của x cộng C bình cộng cho Y bình. Có đúng không? Đúng chưa? Rồi, xong. Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm là F2 đúng không? F2M. Vector F2M thì chúng ta cũng sẽ lấy là x trừ ở đây cho C. Và đây cũng là y ha. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra là F2M, độ dài vector này thì cũng chính là bằng F2M và bằng chính là tọa độ của thằng này hoành độ bình và cộng cho gì, tung độ bình. Như vậy x trừ c bình phương cộng cho y bình bình phương. Rồi xong rồi đấy, xong xong ha. Ok, chúng ta đi sang câu B. Câu A là làm như vậy thôi. Giải thích phát biểu sau, nếu M mà thuộc M tọa độ XY mà thuộc elip E thì tương đương ở đây ta có là gì em? Cái thằng này cộng thằng này bằng 2A thì chúng ta đã có rồi. Ở trên cái phần phía trên chúng ta đã có là gì? F1 M đúng không? Cộng F2 M thì chính là bằng 2A. Cái này này chúng ta làm ở trong hoạt động 1 rồi. Mà F1 chúng ta bằng cái này. Chính là bằng cái này này. Cái thấy hai này giống nhau không? Giống. Đúng không? Cộng F2 là thằng này bằng 2A, nên từ đây chúng ta suy ra căn bậc 2 của x cộng C bình phương cộng Y bình phương cộng ở đây cho căn 2 của x trừ C bình phương cộng Y bình phương, cái này là bằng bằng 2A. Đó. Vì này, ở đây chúng ta ghi cái thử ghi vì ở đây chứ. Được chưa? Đó, thầy làm nhanh như vậy. Còn ở đây cái muốn làm cách bài bản và chi tiết có ta có rồi các kiểu này nọ thì đây thầy này sẽ chuẩn bị sẵn cho các em. Đó. Nó đơn giản thôi, không gì khó hiểu cả, không có gì gọi là khó hiểu. Cái này là trình bày một cách chi tiết tự luận, còn ở phần này thầy đã làm cho các em rồi, thực chất làm như thế này thôi. Và trong đó do có câu chữ trong đó để chúng ta xử lý nha. Ta đi sang phần tiếp theo em, được chưa? Và cái phương trình chính tắc của elip. Như vậy thì ở đây phương trình chính tắc của elip này, chúng ta ghi này phần này. Như vậy thì ở đây chúng ta người ta đã chứng minh được, người ta chứng minh được nghĩa là chúng ta chỉ việc sử dụng thôi.
Thế chúng ta không còn ý kiến là tại sao như thế này và tại sao như thế khác, hiểu chưa nào? Như vậy thì người ta chứng minh được là gì nè? Nếu M là một điểm thuộc elip thì chúng ta sẽ có là x bình phương chia cho A bình phương cộng cho Y bình phương chia cho B bình phương bằng bằng 1. Trong đó B của chúng ta, để tính B này, hồi nãy giờ chúng ta nói liên quan tới A với C thôi, chưa chả thấy B đâu. Thì trong đó B này nó sẽ là gì em? Nghĩa là nếu mà B bình phương thì sẽ bằng là A bình trừ C bình này. Thì khi đó B này sẽ bằng, có phải cái này nó chính là B bình bằng A bình trừ C bình không nào? Thì từ đây chúng ta suy ra ra B sẽ bằng căn bậc 2 của A bình trừ trừ C bình. Vậy thôi, nhớ thầy cái này nha. Và cái phương trình 1 này người ta gọi là phương trình chính tắc của elip. Phương trình chính tắc. Nếu như người ta yêu cầu các em viết phương trình chính tắc của elip thì chúng ta sử dụng cái thằng này. Ok. Ở phần này chúng ta chú ý, ghi tại phần chú ý này vô luôn. Nếu elip cắt OX tại A, tại hai cái điểm A1, cắt trục OX nghĩa là tung độ bằng 0, tung độ bằng 0 thì đây là âm A, A. Nếu cắt OY tại hai điểm là B1, khi mà cắt OY á nghĩa là hoàn độ sẽ bằng 0, thì cái nhớ là cái tung độ một cái âm và một cái dương. Nhớ nha, nghĩa là anh nằm ở phía trên á. Này, nếu mà tung độ thì nằm phía trên là dương này, mà nằm phía dưới là âm này. Còn nếu hoàn độ thì nằm phía bên trái là âm, mà nằm phía bên phải là dương này. Cái này rất là dễ dễ hiểu, nghĩa là nó sẽ cắt tọa độ, cái hệ trục tọa độ này sẽ tại bốn điểm như này nha. Anh trên là dương, dưới âm, phải bên trái là âm và bên phải là dương. Và các cái điểm A1, A2, B1, A2 gọi là các đỉnh của elip. Các em ghi vô và vẽ thấy hình này vô nha. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Cái đoạn thẳng A1, A2 gọi là trục lớn nha. Cái đoạn thẳng A1, A2 gọi là trục lớn, B1, B2 gọi là trục nhỏ. Như vậy trục lớn nghĩa là nằm ở đâu? Cái trục lớn thì nó sẽ nằm ở trên trục hoành. Ví dụ ở đây là A1, A1, A2 này. Nghĩa là cái thằng này nó nằm ở trên trục hoành này. Nhớ là cái trục này là trục hoành, gọi là trục lớn này. Lớn nghĩa là đây là chúng ta mở ngoặc ra là hoành, để chúng ta lưu ý hoành này. Còn tung nghĩa là ở nằm ở đây ha. Nghĩa là trục nhỏ, nghĩa là B1, B2 này. Cái này là trục nhỏ này, đây là nhỏ này, trục nhỏ. Nhỏ thì đây là tung, nhớ nha. Lớn là hoành mà nhỏ là tung. Giao điểm O của hai trục gọi là tâm đối xứng của elip. Tâm đối xứng. Tâm đối xứng là gì? Tại vì trong chương trình lớp 8 á, khi mà tâm đối xứng thì hai cái anh kia sẽ là trung điểm. Đúng không? Nghĩa là OA1 sẽ bằng OA2 và ở đây là OB1 sẽ bằng OB2. Tại vì khi mà nó là tâm đối xứng thì mấy thằng này sẽ là đối xứng với nhau qua trung điểm, thì O này chính là trung điểm của hai đường chéo của elip này. Hiểu chưa nào? Nếu MXY thuộc E thì gì đây? Cái độ dài của hoành sẽ nhỏ bằng A và độ dài của tung sẽ nhỏ bằng B. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cũng ghi vào trong vở, cũng khá là quan trọng. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái ví dụ 1 nha. Ta đi sang ở ví dụ 1 em. Viết phương trình chính tắc của elip E có độ dài hai trục lần lượt. Đây đây. Các em nhìn nè, độ dài hai trục lần lượt ở đây là 26 và 10. 26 và 10. Như vậy thì độ dài hai trục lần lượt nghĩa là đây là trục gì? Trục lớn. Đúng không? Trục lớn. Như vậy độ dài hai trục như vậy ở đây là từ đây tới đây là âm A. Mà đây từ đây qua đây là A, chứng tỏ đây là 2A, trục lớn ta sẽ là 2A. 2A sẽ bằng 26. Và trục nhỏ nó là 2B sẽ bằng là 10 khi thay lỗi C. B. Ở đây B1 mà, đúng không? B. Như vậy thì ở đây 2A bằng 26 này. 2B là bằng 10, suy ra ở đây A sẽ bằng là 13 và B đây sẽ bằng 5. Đúng không? Trục lớn trục nhỏ. Đây, thế vào phương trình chính tắc là xong. Viết phương trình chính tắc elip có độ dài trục lớn bằng 20 và tiêu cự. Tiêu cự ở đây đó chính là gì các em? Tiêu cự đó chính là gì? Đó chính là C đúng không? Tiêu cự nghĩa là F1. F1, F2. Mà F1, F2 này đó chính là 2C. 2C. Như vậy 2C chúng ta đây là bằng 12 này, 2C là bằng 12. Còn trục lớn đây là 2A. Thế vô trong công thức B bằng căn 2 của A bình trừ C bình để tính B, đúng chưa?
Như vậy trục lớn ta là 2A bằng 20 là A bằng 10 này. Tiêu cự 2C. 2C thì bằng là 12 thì chứng tỏ C sẽ bằng là 6. Thế vào đây. Chúng ta tính ra được B này, đây. Ta tính ra được B. Sau đó có A với B chúng ta thế vô, nghĩa là x bình phương trên A bình phương cộng cho y bình phương trên B bình phương sẽ bằng 1, đây chính là phương trình chính tắc của nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái thực hành 1. Viết phương trình chính tắc của elip trong cái hình hình 4. Ở đây người ta cho ở đây á, nghĩa là đây là trục gì? Các em, đây chính là trục. Đây chính, nếu như mà tính đây chính là trục gì? Đây là trục nhỏ này. Đúng không? Còn cái thằng này đó chính là gì? Đây chính là trục lớn. Đúng chưa? Trục lớn. Như vậy thì ở đây là 2 mà đây là âm 2, chứng tỏ là gì? 2B sẽ bằng mấy? 2B sẽ bằng 4, hay nói cách khác là B chúng ta bằng mấy đây? Đây là B chúng ta đây là bằng 2. Và A của chúng ta bằng mấy? A đây chính là bằng mấy này? Đây đây, đây là cái số này, đây chính là A này, đây chính là B này. Như vậy A chúng ta bằng 3 mà cái phương trình chính tắc bắt chúng ta là x bình trên A bình cộng y bình trên B bình bằng 1. Nên từ đây chúng ta suy ra đây thế vô là x bình A bình là bằng mấy? 9 này cộng cho y bình là 4 sẽ bằng 1. Đây chính là cái phương trình chính tắc của nó. Cái này dễ, câu này quá dễ luôn, tại vì trên hình nó đã có. Nhớ này, đây là trục lớn này, từ đây qua đây là trục lớn này, từ đây xuống đây là trục nhỏ này. Còn cái tiêu cự, cái tiêu cự ở trong đây, nhưng mà cái bài này người ta không ghi tiêu cự. Ở đây là F1, ở đây là F2, mà đây là chính là C nhé. Đây là C, đây là âm C này, âm C0 này, và đây là gì? C0 này. Cái độ dài tiêu cự là 2C này. F1, F2 là 2C này, nhớ này. Và trục lớn đây là 2A này, và trục nhỏ đây là 2B. Nhớ lại các cái điều kiện như vậy. Còn cũng nhớ công thức luôn là B sẽ bằng căn 2 của A bình trừ C bình nha. Các công thức này phải nhớ. Ví dụ chúng ta có A, người ta cho trục lớn và tiêu cự, thì chúng ta suy ra AC, chúng ta thế vào đây để chúng ta được tính B. Có tính B rồi chúng ta thế vào đây để mà viết ra phương trình elip. Được chưa? Quá dễ dàng ha. Đây. Rồi, xong. Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo. Xong chưa? Rồi, ok. Tiếp tục em. Một đường hầm có mặt cắt nửa hình nửa elip cao, đây cao này là 4 m. Cao này là 4 m. Đúng không? Đây, 4 m. Và rộng đây là 10 m. Viết phương trình chính tắc của elip đó. Như vậy cao á, cao 4 m. Cao 4 m ở đây. Tính từ tâm thì nó sẽ cao ở đây là gì các em? Đây chính là B đúng không? Đây là bằng 4. Như vậy B chúng ta là bằng 4 này. B chúng ta bằng 4 này. Đúng không? Còn ở chiều rộng đây là A, đây là âm A mà đây là A thì chứng tỏ đây là 2A sẽ bằng 10. 2A bằng 10. 2A bằng 10 thì chứng tỏ là suy ra B chúng ta là bằng 5. Như vậy có ấy A bằng 5. A bằng 5, như vậy chúng ta thế vô thì nó sẽ ra được là gì? X bình trên A bình là bằng 25. Cộng y bình trên cho 4 bình là 16 bằng 1. Đây chính là phương trình chính tắc của nó này. Nghĩa là đây là trục gì? Đây là trục lớn này. Đây là trục lớn này. Ở đây người ta đã cho nửa trục nhỏ này. Nửa trục nhỏ thì đây chính là B. B bằng 4 luôn. Đây phương trình chính tắc của nó này. Hiểu chưa? Đó. Dễ. Đây các em. Quá đơn giản luôn. Đó. Vậy thôi. Như vậy thì phần elip này các em đã hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Như vậy thế nào là trục lớn này? Là trục lớn chúng ta là 2A này, trục nhỏ là 2B này. Cái tiêu cự chúng ta là 2C, tiêu cự chúng ta đó chính là F1 F2 là bằng 2C đó. Phương trình chính tắc đó chính là x bình trên A bình cộng y bình trên B bình sẽ bằng mấy? Bằng 1. Trong đó thì B của chúng ta sẽ bằng là căn bậc 2 của A bình trừ cho C bình. Nhớ thầy các yếu tố đó để chúng ta đi làm elip. Được chưa? Và khi đó O chính là tâm đối xứng. Một số kiến thức cơ bản về elip như vậy thôi. Như vậy trong clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong phần 2 thầy sẽ quay cho em ở cái phần tiếp theo. Nghĩa phần lý thuyết thầy chia thành 3 clip. Một clip thì thầy sẽ quay elip, một clip thầy quay hyperbol và một clip là quay parabol, và nó theo lộ trình như vậy em. Nha. Bye bye em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ
trên của Đài Loan như thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa Lan đẹp đẹp. Đấy. Đẹp luôn.